Xin chào anh em, hôm nay chúng ta cùng soi kèo trận đấu giữa West Ham gặp Burnley. West Ham trong các trận đấu gần đây cũng đang duy trì một phong độ không thực sự ổn định. Tuy nhiên thì mỗi khi đá sân nhà họ lại chơi rất tốt, trong 5 trận gần nhất là có đến 4 trận thắng và chỉ một trận hòa. Còn về phía Burnley thì Burnley đang có những trận làm khách mà gây rất nhiều khó khăn cho các đội chủ nhà. Trong 2 trận gần nhất, mặc dù thua cùng với tỷ số 0-2 trước Brentford và Norwich, tuy nhiên thì Burnley, một đội mà đang chơi trụ hạng, đã gây ra những khó khăn nhất định cho phía đội chủ nhà. Và bây giờ chúng ta cùng vào soi kèo trận đấu này. Kèo tài xỉu như cái đưa ra hiệp 1 là 1 hòa, còn mức cả trận là 2,5. Mới đây thì Burnley vừa thay huấn luyện viên, họ đã sa thải ông Sindai. Với một cái sự thay đổi lớn trong ban huấn luyện thì chúng tôi nghĩ rằng các cầu thủ của Burnley ở trận này sẽ chơi một trận đấu thật cố gắng để tạo điểm nhấn cho vị huấn luyện viên mới. Tuy nhiên thì với một cách vận hành mới, khả năng là trong trận này Burnley dù có cố gắng thì cũng rất khó để có thể ghi được nhiều bàn thắng. Còn về West Ham thì các trận đấu gần đây họ vẫn chơi như vậy, đá rất là chắc và những bàn thắng của họ thì hầu hết là từ những pha bóng bổng rồi phản công. Chúng tôi dự đoán trong trận này thì cửa xỉu là một lựa chọn hợp lý nhất cho người chơi. Nhà cái đưa ra mức kèo chấp là West Ham chấp Burnley 0,75 trái. West Ham đang chơi quá tốt trên sân nhà, còn trong đấy Burnley thì mặc dù có những cái nguồn động lực mới nhưng mà chúng tôi đánh giá là sự hiệu quả sẽ chưa cao, chưa có ngay lập tức. Hơn nữa thì trong 3 trận gặp nhau gần nhất, West Ham đang chiếm ưu thế với 2 trận thắng và chỉ một trận hòa. Chúng tôi dự đoán trong trận này với lợi thế sân nhà, West Ham sẽ giành chiến thắng và giúp người chơi ăn cược. Dự đoán tỷ số West Ham thắng 1-0 hoặc 2-0. Trên đây là một số nhận định cá nhân của chúng tôi, còn phần quyết định vẫn là ở anh em. Chúc cho anh em sẽ có một cái nhìn thật sáng suốt trên những lựa chọn của mình. Và đừng quên like, subscribe kênh YouTube của Tám Bóng TV để có thể cập nhật sớm nhất những màn soi kèo hay và sôi động nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.